Chào mừng quý bạn và các vị đã đến với chuyến bay mang số hiệu Thiên Đình 999 cùng cơ trưởng thầy Gia Lâu. Mời em về với đội thầy nấu. Thầy Gia Lâu, đội trưởng team dự bị, có tí quả cặp riêng nên cho một vị trí. Tập nhiệt tình, cháy hết mình, thầy luôn luôn chăn trở về cuốn kịch bản vì mày sẽ sắp tới rồi, thầy lại càng chăm chỉ. Bởi vì chót đã vây nên là cũng phải ra gì. Mời em về với đội thầy nấu. Thiên Lôi cũng về đội thầy nấu này. Đội thầy nấu này. Đội thầy nấu này. Mời em về với đội của mình. Đi đâu cũng có nhau, nhưng diễn cùng thì không. Hoàng ơi, thả lỏng các em. Thầy luôn. Chị Y tá bảo thả lỏng người nhưng mà lúc đấy là tất cả các bộ phận của tôi nó tự động nó cứng hết cả lại. Lần nào cũng như lần đầu. A few moments later. Một vạch rồi. Âm tính rồi. Âm tính rồi. Đây là người bạn dẫn của tôi. Cái cảm giác mà một người đã ngoáy xong rồi, bây giờ nhìn cái đứa bên cạnh nó phải ngoáy, nó sướng lắm. Không hề, bởi vì tôi quá quen với cái việc này rồi. À, chị ngày lại, nào tôi chả quen. Chị lại thích. Cầm tờ A5 trên tay còn run hơn tờ A4 ấy. Âm tính. Cầm tấm phiếu trên tay, em bay đến thiên đình. Không rồi, được rồi, thiên đình được. Bớt đi một nửa dung dịch. Ôi. Cái gì đây? Trên tay tôi lúc này đang là đội hình ra sân của hai đội bóng nhiều duyên nợ trong lịch sử táo quần. Bên phía chủ sân, đội Thiên Đình chấn giữ khung thành vẫn là thủ môn giàu kinh nghiệm Ngọc Văn Hoàng. Mặt hay ngẩn ngơ nhưng không phải tay mơ. Hậu vệ trái là Nam Tào với sở trường là những pha đá xoáy. Còn bên hành lang cánh phải là Bắc Đầu, thích dâng cao chọc ngoáy đối thủ. Bộ đôi tuy mới được đôn lên từ đội trẻ nhưng đã thi đấu khá chững chạc. Năm nay Thiên Lôi thay vì chơi cao nhất trên hàng công lại lùi về càn quét ở khu vực giữa sân. Nhưng lại vị trí tiền đạo đứng mũi chịu sào cho một gương mặt mới đầy triển vọng là trợ lý Thiên Lôi. Còn đây là đội hình ra sân của các táo. Đội khách cá chép vượt vũ môn lựa chọn người chơi cao nhất là táo giao thông. Anh có khả năng xuyên thủng hàng thủ và tung ra những cú sút bằng đầu, gối. Vị trí hậu vệ được tin tưởng giao cho táo mạng, người có tầm ảnh hưởng nhất trong năm nay. Dù có vóc dáng và thể hình của một người công nhân, nhưng đôi lúc ta cảm tưởng táo mạng có thể làm thơ trên sân chầu. Song kiếm hợp bích ở hai cánh là táo kinh tế và táo xã hội. Đá cặp đã nhiều năm, cặp bài trùng luôn cho thấy sự ăn ý trong việc lên công, về thủ. Gác đền là táo gì thì vẫn là ẩn số, bởi mới vào sân khởi động vài phút vì một lý do nào đó anh đã vội ra đi. Bây giờ thì 5-1 không còn là 5 nữa rồi. Đội táo sẽ đá như thế nào đây? Trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Nguyễn Khải Anh. Ông cao 1m75, nặng 72kg và có nhóm máu O. Theo thống kê cho thấy, trên sân hôm nay có 4 cầu thủ là nhóm máu O, 4 cầu thủ nhóm máu A, 2 cầu thủ nhóm máu B và không cầu thủ nào thuộc nhóm máu AB. Điều trùng hợp thú vị là các vị trọng tài viên cũng đều có nhóm máu B. Đây là một trận đấu được dự đoán là rất khó dự đoán. Năm nay tôi tiết lộ luôn là chúng tôi sẽ có một màn trao giải cho các táo. Tạm gọi cái giải thưởng này là gì nhỉ? Tạt nhỉ? Apple Got Talent. À, gọi Apple Got Talent. Chúng tôi chờ đón thí sinh ra. Anh táo nông nghiệp, hình như anh là người nhiều đạo cụ nhất. Vâng ạ, em là người nhỏ nhất cả về tuổi và cả về cân nặng ở dàn táo quân, nhưng mà em lại là người vác nhiều nhất hôm nay. Quan sát bên ngoài cái phần báo cáo của anh ấy thì chúng tôi quyết định là anh sẽ được nhận một cái giải. Dạ. Đây. Úi dồi, có giải luôn ạ. Vâng, giải luôn. Vâng. Anh được nhận giải chớp nhoáng. Anh nhớ anh tổng cộng anh nói được bao nhiêu câu không? Dạ, em nói được 36 từ. Thêm ú ớ nữa là khoảng độ 38 từ.
Và anh là một trong những người mà ra chầu nhanh nhất. Một trong người ra nhanh nhất trong lịch sử của Táo Quân. Ôi, trợ trợ lý Thiên Lôi, trợ lý Thiên Lôi. Mình thấy Thiên Lôi rõ ràng là làm khó trợ lý. Cái phần khó nhất là giao cho trợ lý. Lúc nào nhỉ? Trợ lý nào? À, anh Thiên Lôi giao cho mình gì? Đúng rồi, cái đấy người ta dùng cái từ gọi là vào thế. Dồn vào thế. Hiện đây thì chúng tôi cũng sẽ vinh danh anh trợ lý Thiên Lôi năm nay sẽ được giải là hình nhân thế mạng. Còn nếu quý vị muốn biết là tại sao anh ấy trở thành hình nhân thế mạng thì phải xem Táo Quân. À, màn được canh. Hồi hộp không? Sắp diễn rồi hồi hộp không? Có chứ. Năm nay hồi hộp nhất trong các năm. Lời quá dài. Cố lên, cố lên. Bây giờ đang là phần báo cáo của Táo Giao Thông. Chị Tạt đang rất chăm chú xem vì thực sự phần này là phần rất hấp dẫn. Tôi không thể tiết lộ được cho các bạn nội dung nhưng mà có một số từ khóa khá quen thuộc, các màu sắc vàng, xanh, đỏ, cam. Các màu sắc chúng ta sẽ được nhìn thấy này. Táo Giao Thông là phải đối mặt dưới một trước một câu hỏi. Đấy là trước ở trên thì ép, ở dưới thì chửi. Thế thì anh chọn cái nào? Đấy, và Táo Giao Thông đã đưa ra một lựa chọn rất là sáng suốt. Ngươi làm quan rồi, dạ. Ngươi không làm dân được nữa chứ gì? Bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả? Vâng, anh Giao Thông thực sự là đứng ngoài quan sát mà chúng tôi thấy rằng anh xứng đáng được nhận cái danh hiệu là Táo Quay Cuồng Nhất. Táo Quay Cuồng Nhất tại vì tôi thấy là ba đồng chí ở kia là quay ảnh vật vã quá, ảnh vất quá. Mặc dù là tệ nạn tắc đường không còn, nhưng mà vẫn bị quay như thường. Bởi vì còn gánh thêm cả dịch bệnh, gánh thêm mọi thứ, ngăn sông cấm chợ, ngăn đường. Thì các cái địa phương ở các địa phương lại còn cấm mỗi địa phương một kiểu đó. Nên vẫn bị quay. Ăn cố phải có thiệt là, báo cáo phải có đàng hoàng mới vui. Nhân đây thì ngày tao phải test một lần. Bây giờ chúng mày nhìn mũi tao xem. Tao bỏ cọc rồi. Theo những cái gì mà chúng tôi tổng hợp và quan sát cũng thấy là đây là một trong những cặp đôi được diễn cặp với nhau nhiều nhất đúng không ạ? Đúng. Chỉ sau mỗi Nam Tào và Bắc Đầu thôi. Nên là thực sự là ngày hôm nay chúng tôi cố gắng như thế nào cũng không vượt qua được cặp đôi tấm gương gọi là hảo bạn thân Quang Thắng và Vân Dung. Họ báo cáo cùng nhau cũng hay, tung hứng cho nhau cũng giỏi, nhưng mà bóc phốt nhau thì cũng nhẹ lắm. Thành ra chúng tôi quyết định là cặp đôi này sẽ xứng đáng được vinh danh. Giải nhịp nhàng. Tôi xin khẳng định Táo Mạng là Táo đa năng nhất. Anh ấy nhạc gì cũng nhảy, beat gì cũng theo. Nhưng mà chính vì thế anh ấy cũng là người vất vả nhất. Tôi ra mà tôi thấy anh ấy bước ra thôi mà anh ấy đầm đìa mồ hôi. Vì anh ấy phải báo cáo quá nhiều, phải thể hiện đủ thứ tài năng. Chính vì thế anh chắc chắn xứng đáng danh hiệu là Táo được giải đa năng. Khẳng định luôn là Táo Mạng rất bản lĩnh. Nhưng mà liệu các Táo khác có làm được như anh không? Anh có nhắn nhủ gì với các Táo khác không? Đối với cả hai quả Nam Tào Bắc Đầu mới năm nay. Riêng Táo Mạng thì ngáng kiểu gì thì ngáng, vẫn còn mạng. Còn các Táo khác nếu không cẩn thận mất mạng luôn. Còn Nam Tào Bắc Đầu tức là lần đầu đảm nhận là Nam Tào Bắc Đầu. Trước đây thì cứ tưởng Nam Tào Bắc Đầu cũ, coi như thế gọi là đứng chỉ chơi thôi. Cứ tưởng trên cơ người khác là dễ. Ai ngờ giờ mới được đứng 2 tiếng rưỡi. Nói chung là cũng nhún đầu gối.
này. Sống tóm sống. Biết giờ mệt sắp rồi. Sắp phải quay lại. Bây giờ mới phải quay lại rồi. Ngắn gọn thôi. Đây. Thực sự là chúc mừng hai đồng chí Nam Tào bắt đầu nhiệm kỳ mới. Đầu xuôi đuôi lọt. Hai đồng chí, hai cán bộ mới của Thiên Đình có hài lòng về cái buổi chầu ngày hôm nay không? Ôi dồi, bây giờ chỉ có một cảm giác là thứ nhất là nó đỡ áp lực và đỡ đau chân đứng 3 tiếng đồng hồ. Từ nhớ từ đầu đến cuối mạch diễn như thế nào là mình quên hết rồi. Và đúng là như là được xả lên... vai đấy. Ừ, được xả vai đấy. Và cuối cùng là suýt nữa khóc mà Duy Nam phải ra chỉnh mũ cho người đau nước mắt hỏi. Bung cả mũ rồi. nhưng mà nhá, năm nay thực sự Nam Tào bắt đầu thấy là táo nào nói thẳng ra là đáng ghét nhất. Trên vai trò là Nam Tào bắt đầu thôi nhá. Chứ còn trên vai trò kia là chết đấy. Trên vai trò kia là các táo không cho show đi diễn là chết. Táo khó nhằn nhất thì năm nào cũng là táo giao thông rồi. Rất khó nhằn. Thế táo nào dễ chịu nhất ạ? Táo kinh tế. Táo kinh tế thì đấy. Dễ chịu nhất. Cái gì đấy? Tức là táo nào đáng yêu nhất? Không cho kinh tế đáng yêu năm sau lên chầu, không cấp tiền cho nữa thì có sống được không? Đúng rồi. Quan trọng lắm. Đầu ngành. Chúng tôi có một giải thưởng và tôi nghĩ rằng là không thể nào mà các táo khác có thể cầm được giải thưởng này của hai anh ạ. Giải gương mặt triển vọng, và tôi xin nhấn mạnh lại là không một táo nào có không thể chỉ nhận có danh hiệu này. Mình còn có hiện vật. Nhanh bóc nhanh. Để cho nó nóng. Không biết cái này có phải là Covid thông cảm. Đấy. Phần thưởng của hai bạn là một tràng pháo tay thật lớn đến từ hai MC. Chúc mừng. Rồi. Chúc mừng hai. Dạ vâng. Chúng tôi tin là Nam Tào bắt đầu sẽ cùng đi theo chúng ta trong các cuộc táo quân. Dạ vâng. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Bắt đầu ngoáy mũi. Tao phải test một lần. Bây giờ chúng mày nhìn mũi tao xem. Chỗ này nhiều máu à? Trông cái mặt thì ghét thế chứ gì. Ngươi làm quan rồi. Dạ. Ngươi không làm dân được nữa chứ gì. Ăn cố phải có thịt gà, báo cáo phải có đàn bà mới vui. Bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả? Tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi. Tao bỏ cọc rồi. Mày quay xe à? Chửi giao thông thường không có lợi. Thiên Đình sẽ có Nam Tào bắt đầu mới. Úi giời. Úi giời. Dùn. Đầu tiên là em đưa vợ em vào xem. Và vợ nói rằng là canh không phải diễn mà canh run thật. Lúc ấy trong đầu là trống trơn, tức là Ngọc Hoàng nói gì thì mình nghe như là nghe lần đầu tiên ấy. Tay Duy Nam trông rất quan cách hiểu.